21h45 tối 30 tháng 4 năm 2015, chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước tại thành phố Hồ Chí Minh được bắt đầu tại đồng loạt 7 điểm, thu hút hàng vạn người theo dõi. Theo ghi nhận của Thanh niên Online, từ 20 giờ, nhiều con đường trung tâm thành phố đã đông nghẹt người. Tại khu vực công viên Đầm Sen, quận 11, người dân cũng có mặt đông đảo để chọn cho mình vị trí đẹp xem pháo hoa. Trong suốt 15 phút bắn pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố, nhiều bà con chăm chú theo dõi với sự vui vẻ, thoải mái trong ngày đặc biệt, khi cách đây 40 năm đất nước đã chính thức thống nhất, non sông liền một dải. Và do có quá đông người nên tình trạng giao thông ùn tắc trong thời gian ngắn sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, tuy nhiên ai nấy cũng thoải mái vui vẻ về nhà sau khi thưởng lãm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời thành phố.